bởi các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tuyến trung ương. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt chúng ta là cổng bệnh viện của bệnh viện mới, bệnh viện đa khoa Hoàng Việt, tại vị trí tổ 10 Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. Đây là phía cổng vào. Còn đây là hôm nay chính là ngày 13 tháng 1 năm 2024, diễn ra một cái sự kiện rất quan trọng, đặc biệt quan trọng, đó là Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt tổ chức công bố giấy phép hoạt động và cắt băng khánh thành. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều các cái lãng hoa của các cái đơn vị, tập thể cũng như là cá nhân chúc mừng cho bệnh viện. Đấy. Vừa xong thì chương trình nghệ thuật chào mừng, thì vợ chồng tôi có giúp bệnh viện làm cái chương trình nghệ thuật chào mừng. Và chương trình văn nghệ thì vừa xong rồi. Và bây giờ thì chúng ta đi dần vào phía bên trong của sự kiện. Nên công bố giấy phép hoạt động Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt, xin trân trọng kính mời. Đây là khu vực xung quanh, nơi để xe, cũng như là góc phía kia là thường trực cấp cứu. Chúng ta có thể nhìn thấy phía cổng thường trực cấp cứu. Còn đây là vẫn là các cái lãng hoa chúc mừng rất là nhiều. Tôi chưa thấy ở đâu có cái không gian mà lắm nhiều lãng hoa chúc mừng như này. Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin công bố giấy phép hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt. Sau đây là phần công bố giấy phép hoạt động. Chào mừng các vị đại biểu. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, vẫn là những lãng hoa chúc mừng. Bộ Y tế số 357. Và đây là giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Không gian tổ chức sự kiện. Bộ trưởng Bộ Y tế. Căn cứ luật khám bệnh. Chào các đồng chí, chào các bác sĩ. Chương trình tốt không em? Tốt đấy ạ. Thế được rồi. Thôi thế là tốt rồi. Cảm ơn nhá. Đây, trước mắt chúng ta là một cái background để cho các bác sĩ cũng như các vị đại biểu ta check in. Đây, lễ công bố giấy phép hoạt động và khánh thành Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt. Hình thức tổ chức Bệnh viện Đa khoa, địa điểm tổ 10, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Phạm vi hoạt động chuyên môn, thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt ban hành kèm theo giấy phép hoạt động. Thời gian làm việc hàng ngày 24-24 giờ. Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023. Ký thay Bộ trưởng, Thứ trưởng Trần Văn Hóng đã ký. Xin kính biểu, xin vị đại biểu cùng toàn thể đại biểu sắp chào báo tay ạ. Cảm ơn. Còn đây là các cán bộ cũng như là các diễn viên đang chứng kiến buổi lễ công bố. Đặc biệt chúc mừng cho bệnh viện và phát biểu chỉ đạo. Về phía bệnh đại diện của Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt, xin kính mời đồng chí Hoàng Văn Hải, giám đốc chuyên môn, đồng chí Hoàng Văn Linh, chủ tịch hội đồng quản trị, đồng chí Vương Thái Sinh cùng lên để nhận giấy phép hoạt động và hoa chúc mừng ạ. Xin kính mời các đồng chí ạ.